Xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Hà My Nguyễn Vlog TV. Thì hiện tại kênh đang ở đường Lương Nhữ Học, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Kênh đang đứng ở khu phố Lồng Đèn cả nhà. Thì hôm nay kênh sẽ chia sẻ đến với cả nhà những cái hình ảnh rất là tuyệt vời ở cái khu phố Lồng Đèn, để cả nhà tham quan ngắm nhìn những chiếc lồng đèn xinh xắn, đủ thứ màu sắc, rồi kiểu rất là nhiều. Rồi bây giờ thì mời cả nhà cùng với kênh Hà My Nguyễn Vlog TV cùng tham quan khu phố lồng đèn nha cả nhà nha. Rồi mời cả nhà tham quan phố lồng đèn. Rồi, rất là nhiều lồng đèn. Rồi, những chiếc lồng đèn xinh. Rồi, thế giới lồng đèn cả nhà ơi. Những cái gian hàng trưng bày rất là nhiều cái lồng đèn. Đường phố những cái ngày được nghỉ thì rất là đông cả nhà, chen chúc nhau. Thì con phố này cũng rất là ngắn, nằm trên đường Lương Nhữ Học. Những chiếc lồng đèn rất là dễ thương đó nha, bé bé xinh xinh. Những đầy đủ màu sắc. Còn những chỗ khác là không phải, chúng mình chơi nhỏ luôn. Không chị, cứ bẻ ra nữa chị, cái còn bự ra nữa chứ gì đâu. Nè, còn bự ra nữa. Hai lồng đèn ngôi sao. Bỏ vào mua một con này chị, không có bán hai con chị. Tại lâu quá. Còn người khác ta mua nữa. Chị mua cái này cho em không? Không đủ cung cấp cái này là... lồng đèn đủ đủ loại đủ các kiểu luôn cả nhà, rất là dễ thương. Đây, đây là nàng tiên bướm. Đến đây thì cả nhà vừa thăm vừa chụp hình luôn. Đây là đèn gió. Nhìn những chiếc lồng đèn này nhớ lại cái ký ức hồi xưa. Hồi xưa được ba làm cho chiếc lồng đèn ngôi sao, bự lắm cả nhà. Nhìn chiếc lồng đèn này lại nhớ kỷ niệm hồi xưa. Khu phố này thì một năm được một lần
vào cái dịp trung thu. Cả nhà mình có thể đến đây tham quan rồi vui chơi mua sắm lồng đèn cho các bé, rồi mình chụp hình rất là nhiều màu sắc thì sẽ được những bức ảnh rất là tuyệt vời luôn. Không vô coi gì không hả? Rồi cả nhà ơi, thì nãy giờ kênh Hà Mi Nguyễn Vlog TV đã chia sẻ đến cả nhà một cái video rất là dễ thương. Những hình ảnh những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, đủ hình dạng, rất là thú vị đúng không cả nhà? Thì hy vọng là chia sẻ được với cả nhà những điều thú vị đó, để cả nhà có dịp đến thăm để cùng tham quan và mua sắm cho các bé những chiếc lồng đèn xinh xắn để cùng nhau chơi trung thu. Rồi đến đây kênh xin tạm dừng video và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt cả nhà.